thời gian gần đây khắp nơi trên trái đất đều xảy ra hiện tượng thiên tai bất thường như núi lửa phun trào động đất sấm sét lũ lụt trong khu vực một thành phố tại trung quốc núi lửa tại nơi đây xảy ra hiện tượng phun trào một cách bất thường khiến nhiệt độ khắp nơi trên thành phố tăng cao đến mức ngộp thở hàng vạn người dân sau khi nhận thức được nguy hiểm xảy ra tại nơi mình ở đều tức tốc thu dọn đồ đạc và di chuyển tới các thành phố khác bên trong một chiếc xe bus đang di chuyển mọi người đều đang bàn tán xôn xao về những điều bất thường xảy ra mấy ngày gần đây một nam thanh niên lên tiếng chửi thề con mẹ nó. Mấy ngày trước động đất dưới biển, núi phú sĩ phun trào, dẫn đến mấy ngày mà đã có mấy trăm nghìn người chết, không ngờ được đến hôm nay ngay cả chúng ta cũng phải di tản. Cô nàng ngực khủng ngồi bên cạnh anh ta, sau khi kiểm tra qua đồ dùng mang theo, cô ta lo lắng lên tiếng, "Nguy rồi, đi vội quá, tôi không mang theo gì cả, chỉ có thể đến thành phố Giang Nam mua ít vật tư thôi." Anh chàng ngồi canh đang mải nhìn cảnh tượng bên ngoài thành phố, bất ngờ quay lại phía sau hỏi cô nàng kia, "Mỹ nữ, đã xem tin tức chưa? Đồ trong kho A lý ốc nhĩ mã của thành phố Giang Nam đều bị chuyển đi hết rồi. Nghe thấy anh chàng kia nói vậy, cô nàng này giật mình thốt lên. Cái gì? Không phải chứ. Những vật tư này, cộng lại e là cũng phải mấy trăm tỷ. Thanh niên ngồi bên phía đối diện cũng lên tiếng nhắc nhở. Đây là tin cũ rồi, hôm nay hồ đông minh của thẩm thành cũng khô rồi, kho hàng của đại nhuận đông cũng bị chuyển rồi. Bất ngờ một giọng nói thanh niên ở phía đằng sau, phản bác lại thông tin của những người kia. Không phải, chắc phải mấy chục nghìn tỷ vật tư biến mất mà các thiên tai này đều là biểu tượng lau mắt mà nhìn đi ngay tận thế sắp tới rồi người vừa lên tiếng chính là men chính của chúng ta tô thần nghe tô thần nói lời kinh khủng như vậy cả cô nàng và thanh niên ngồi trước đều coi là trò đùa không phải chứ ngày tận thế nói đùa gì thế nếu thật sự là ngày tận thế thì tôi còn hơi mong chờ đấy lúc đó mới là chúng sinh bình đẳng tô thần nghe thấy thanh niên nói như vậy trong lòng thầm có chút khó chịu chúng sinh bình đẳng cho dù là ngày tận thế cũng không có ngày chúng sinh bình đẳng bởi vì tôi đã từng đích thân trải qua ký ức ngày tận thế của tô thần bắt đầu hiện ra những cảnh tượng kinh dị khó ai tin nó có thể xảy ra trong thời điểm hiện tại kiếp trước tôi chỉ là nhân viên ship đồ ăn bình thường tận thế giáng xuống bởi vì năng lượng mặt trời phát tán dị thường nội hạch địa cầu bắt đầu mau chóng khách trường nhiệt độ tăng cao vận động vỏ trái đất thường xuyên xảy ra quái vật ẩn náu dưới lòng đất cũng theo đó mà lên trên mặt đất toàn bộ thế giới đều thay đổi thế giới mới trật tự mới ở thế giới vật tư cực kỳ khan hiếm đó cho dù chỉ là một gói mì một cây xúc xích đều buộc phải trả giá để quả ăn xúc xích anh em có thấy cấn cấn không hích tiếp tục lời tô thần mà tôi chính là sống lại từ ngày tận thế như thế đến một tháng trước khi tận thế cô nàng ngực bự nghe những lời tô thần vừa nói trong lòng đầy sợ hãi liền kéo tay tô thần anh trai sau đó cô nàng dùng cơ thể nóng bỏng để mơi mê nhà ta vừa rồi nghe anh nói tôi hơi sợ anh có thể tô thần sau khi trùng sinh đã quá sợ hãi đàn bà lập tức hất tay cô nàng từ chối khiến cô nàng ngơ ngác đến thộn cả mặt xin lỗi tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm tô thần sau đó xuống điểm dừng chân của xe bus và tới nhà kho mà anh làm công việc hàng ngày mê ngước lên và nói tận thế giang xuống cái gì là quan trọng nhất tô thần đã tới kho hàng hóa hà mã tiên sinh đứng trước nhà kho hàng hóa to lớn này tô thần tự trả lời câu hỏi của mình đương nhiên là vật tư kiếp trước thời gian của mình đều lãng phí để tìm kiếm vật tư lần này phải chuẩn bị cho tốt tô thần tiến vào bên trong lấy chiếc đồng phục mà mình mặc hàng ngày vừa bước tới cửa tên quản lý đã nhăn mặt khó chịu đến muộn 21 giây trừ nửa ngày lương tầm này anh cần gì lương nữa đâu các chú cứ trừ thoải mái thôi tô thần trả vờ vào đầu bứt tai nói lời xin lỗi vào bên trong kho hàng tô thần quan sát vật tư xung quanh thầm nhớ lại kiếp trước ngày tận thế ông chủ chạy trước tiền lương một năm của mình đều mất trắng những vật tư này tính như là bồi thường cho mình hay là để mình nhận hết Tô thần nhanh chân bước vào bên trong và chuẩn bị khởi động không gian của mình. Sau đó giơ tay ra phía trước, mở một cổng dị không gian để thu toàn bộ vật tư vào bên trong, Tô thần ra lệnh: "Không gian, mở ra." Hệ thống không gian hiện ra thông báo: "Kiểm tra được gạo, dầu ăn, thịt, đang tự động thu nạp." Hệ thống không gian của Tô thần quả là xịn sò, so. sau khi khởi động, lập tức tự động thu toàn bộ vật tư vào bên trong. Vật tư dần dần biến mất theo tiếng thông báo của hệ thống: "Đang tự động thu nạp." Tô thần tiến vào bên trong không gian mênh mông của mình. Sàng khoái nhìn xung quanh và giới thiệu đây chính là năng lực của tôi dị không gian chỉ cần mở dị không gian tất cả mọi thứ xung quanh sẽ tiến vào trong một không gian lập thể dài rộng cao là 10.000 10 mét vuông theo suy nghĩ của tôi cung cấp sự thuận tiện cực lớn khi tôi mua đồ không đồng dựa vào dị năng này tôi đã hút sạch hai hồ nước thu hoạch hết tất cả mọi thứ trong thành phố đã định là sẽ bị hủy diệt trong ngày tận thế trong ngày tận thế một gói mì cũng là đồ xa xỉ chứ đừng nói đến đồ ăn tươi sống mà thời gian ở đây lại dừng lại, đồ ăn để bao lâu cũng vẫn tươi mới. Tô thần khóc ỏa lên trong sung sướng. Cuối cùng không cần phải ăn đất, giống như trong ngày tận thế ở kiếp trước nữa. Tô thần phủi bụi trên tay, mở list hệ thống sau khi thu thập vật tư ở đây xong xuôi. List danh sách vật tư thu hoạch được lần này. Gạo 210 túi, dầu ăn 152 chai, các loại rau xanh 155kg, nước khoác 220 chai, thực phẩm ăn liền 375 thùng, gia vị 95 thùng, rượu 186 chai. Tô thần thầm cảm thán thu được nhiều vật tư như này cuối cùng cũng có thể thả lỏng được rồi cùng lúc đó quản lý cùng một số nhân viên bốc phát tiến vào bên trong vừa đẩy cửa vừa nói các cậu cùng chuyển hàng ra với tôi quản lý và hai thanh niên đi phía sau vừa đẩy cửa ra liền không tin vào mắt mình nữa đây tôi hoa mắt rồi nhìn không gian nhà kho bây giờ hoàn toàn trống rỗng khác chỉ vài phút trước đây khiến người quản lý ngơ ngác đến mức khó hiểu đẹp sau đó người quản lý tức giận chỉ tay về phía tô thần hét lớn này đồ ở đây đi đâu hết rồi hỏi cậu đấy tô thần vừa giơ tay mở không gian dịch chuyển vừa mỉm cười nói khiến những người trước mặt ngơ ngác đồ à đều bị tôi lấy đi hết rồi mấy thanh niên trước mặt giật mình trước câu trả lời của tô thần cái gì